OK, thầy xin chào các bạn học sinh uh, 2K7 nha. Thì uh, hôm nay thầy sẽ livestream uh, uh, tài liệu sách giáo khoa uh, sách giáo khoa này thầy sẽ live cuốn uh, I Learn Smart Work cho mấy em là Unit 1 Thì uh, mấy bạn 2K7 á nhớ là từ uh, từ tháng 7 đến tháng uh, 12 là thì uh, sẽ like uh, 3 ba bộ sách giáo khoa cho mấy em. Đó sẽ là Global Success và Friends Global và I learn Smart Work. Này cái cuối này nè. Đó thì uh, bây giờ từ tháng 7 tháng 12 hai thì như là thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho mấy bạn k 7 cái này. Nhớ nha, Global Success, Friends Global, I learn Smart Work. Nói chung là mấy cái bản từ vận này thầy sẽ lọc trong mấy cái sách giáo khoa luôn á Bạn nào mà trên trường học mấy cuốn này là mấy em sẽ để là nó có trong sách giáo khoa hết Thì nói chung là bây giờ cái giai đoạn đầu như vậy đó Tại vì đẹp minh họa của mấy bạn 2K7 cái bài đọc rất là nhiều mấy em Thì để làm được tốt bài đọc á Bắt buộc, bắt buộc nha Mình phải có vốn từ vựng lớn Tại vì nếu mà vốn từ vựng mấy em yếu á vô đọc bài đọc mấy em ngủ rồi à Nên là thầy có uh, hỗ trợ các em phần này thì bạn hai bảy nhớ là à, cứ xem livestream đều đều thì sẽ bổ sung muốn từ vựng nhiều lắm. À, à, với lại mấy em nhớ hiện tại hay có mở khóa mấy em nhớ mấy em nhớ là bên fanpage á, bên Fanpage là thầy thầy uh, like uh, tài liệu thôi Còn nếu mà trong uh, khóa thì mới mở cái khóa học uh, s master và s uh, master pro lăm thì nó sẽ gồm uh, uh, tài liệu cộng với đáp án chi tiết luôn đáp án chi tiết luôn nha tài liệu đáp án chi tiết luôn đáp án chi tiết là dưới đây nè bạn nào mà có trong khóa học á thầy sẽ hỗ trợ đáp án chi tiết như vậy luôn như là đầy đủ file cho mấy em mỗi phần thì lâu lâu có thể hay không đăng file nha đó nói chung là file đáp bán tới uh, 50 câu đó thì nói chung đây là chỉ là tài liệu bổ trợ trong rút kính thôi em rút kính thì hay sẽ gửi mấy bạn đáp án chi tiết như vậy nè đó đơn chi tiết như vậy. Còn ngoài bay hay chỉ like thôi. Còn trong kính thì sẽ có đó chi tiết luôn. Bạn nào mà muốn biết thêm thì mấy em có thể qua bên Fanpage này nha. Fanpage hay có đăng cái cái khóa học á, đây cái này này. Ai nào chưa biết thì qua đây xem nha. Hiện tại là trong tháng tháng 7 này vẫn còn giảm học phí Bạn nào mà muốn được tư vấn thêm thì các em có thể nhắn tin Fanpage thì tư vấn cho nhé chung là cũng sẽ lắm Thật sự là tài liệu rút kính nó sẽ khác nha Còn uh, tài liệu xéo qua là thầy bổ trợ thôi Đó, nên là Muốn là cây hiểu điểm số giai đoạn này thì vào tim thầy nhé Ok à, Quên nữa nãy giờ thầy quên chào các bạn học sinh đây à. Chào Hành Long, chào Thiên Nga, chào Mỹ Nguyễn, chào Kim Ngân, chào Thu Cao, chào Phương Thảo nha Chào Ngọc Linh, chào Hoàng Anh Chào Bảo Hiền, chào Phạm Nam, chào Hi Kiều sách Pride hả sách Pride thì hiện tại thầy không có làm em tại vì tại vì thành uh, hình như tới năm bộ sách lần thì thầy làm ba bộ sách thôi ở bộ sách chính á mấy cuốn này là học sinh uh, học nhiều nhất nè đó thì mấy em nhớ cái này à ok rồi bây giờ mình sẽ nói unit one với mấy em thầy nói sơ sơ nha từ vựng bởi vì uh, thầy có đăng ở đây cho mấy em coi rồi coi cũng khá là tiện á thì sách này thấy cho idiom khá nhiều mấy em unit 1 quá idiom cũng khá nhiều như có là a blessing in disguise trong cái rùi của mây rồi be dead of the world rồi fish of water như cá mắc cạn đó rồi này dễ nè a piece of cake rồi amazed that amazing amazement rồi a salam rồi bệnh viện tâm thần ấy rồi be in support of somebody something rồi paint our shape vô cùng tức giận à quên đó mấy bạn hai bảy thấy a uh mấy cái bản từ này bài tập hay thì nhớ hát tim với thầy nha nhớ hãy tim thầy mới từ uh, hà nội về hồ chí minh xong uh, livestream cho mấy em luôn á anh ráng à rồi beyond my wildest dreams rồi butterflies in one stomach Hòa hợp lo lắng rồi có sự nam lag như nghe cổ có thầy thấy cái unit một của sách này idiom khá nhiều mấy em thầy thấy là đề uh, đêm hòa của mấy bạn hai k bảy á là không có idiom đúng không? Nhưng mà idiom thì người ta có thể chèn vô phần đọc điền nha. mấy em để ý là sách này hay thấy idiom dưới một khá là nhiều á. Là ráng mà học. Rồi depressed, depression. Rồi dozens of, dozens of something là like nhiều. Rồi embarrassed, embarrassment. Examine, examination. Rồi under examination nha. Đang được kiểm tra. Rồi take an examination. Respose là phơi bày nè. Đó, Go around circles, đi vòng bo. ví dụ vậy, Rồi grateful food to somebody for something. Trái nghĩa anh food. Rồi danh từ là gratitude. In gratitude, sự vô ơn. Rồi have an impact on somebody something. Hai con hidden nha. Impress, impression, impressive, ấn tượng. Rồi em nhớ collocation là make an impression, là create an impression nha, gây ấn tượng. Infer có inference, rồi em nhớ cộng nè, raw inference là đưa ra suy si luận Inspire thì có dạng từ inspiration, inspirational Raw inspiration from something Lấy cảm hứng, đó nhớ nha, lấy cảm hứng mình dùng chữ raw em, raw không phải là vẽ đâu nha Đây là lấy cảm hứng, raw inspiration raw interrupt, interruption Investigate thì giống với looking to nha, điều tra hoặc là nghiên cứu rồi uh, investigation, investigator, issue thì mấy em nhớ là mình có cầm arrest an issue nha, là giải quyết vấn đề, đó, giải quyết cái vấn đề. rồi journalism, à chữ này đọc là itinerary, itinerary là lịch trình đó, itinerary là cái uh, lịch trình. rồi journalism sẽ có journalism, rồi idiom uh, look like a million bucks là feel like a million bucks vô cùng đáng giá đẹp tuyệt và make friends nè rồi mình có cần là make progress và in progress nha tiến bộ ở đây sẽ ra rồi chào <laughs> Quỳnh Anh nha chào Phương Trần rồi make a trip với take a trip là có chuyến đi đâu martial arts võ thuật rồi mentally unwell on cloud nine vô cùng vui sướng overcome là vượt qua nè pass away là act giả vờ hoặc lừa dối pretend reject thì có danh từ rejection nha relieve thì có relieve relieve sự nhẹ nhõm rồi sudden là sao thổ rồi mấy nhớ cụm set a record với break a record một cái lập kỷ lục một cái là phá kỷ lục rồi tiếp nha soldier struggle rồi take a selfie take a photo chụp ảnh selfie đây là chụp ảnh thôi rồi làm bài thi mình nhớ dùng check hoặc là sit an exam à. Rồi to report Điểm du lịch Nó quanh set around Rồi your life depends on something Một điều vô cùng quan trọng Đó, thì nói chung thì thấy sách uh, I learn smart work dưới một idiom khá nhiều mấy em Idiom này trong sách thôi nha Không có cho thêm đâu á Idiom trong sách á là mấy em thấy là idiom uh, trong uh, sách khoa nó cũng khá là nhiều Nói chung là thấy sách mới uh, nâng cấp xịn lắm mấy em Idiom nhiều lắm Chứ mấy cái sách cũ idiom nó xịn à là mình cứ học uh, idiom collocation là kỹ nha rồi ok rồi làm bài tập luôn nha vô mềm vô 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 sửa luôn nha phát âm scs nè con này mấy em coi dùng con nào phát âm uh, phát âm scs hai k bảy hai k bảy ơi hai bảy bình luận đáp án nào mấy em ui chào uh, lê khắc trình Thế Hải vì lần nào được lần nào Con này chọn con nào đây Câu này chọn câu nào Này viết lại sơ sơ cái lý thuyết nha Nhiều bạn có khi bây giờ vẫn quên đấy Rồi mấy em nhớ nè Phạm SDS là nó sẽ có 3 trường hợp Phạm SDS là nó sẽ có 3 trường hợp nha Đọc là is tận cùng là mấy chữ này Cái này thầy thường hay nhớ là chó sổ xôn sao. rồi mình nhớ thêm ba cái đuôi nữa ba đuôi này lâu lâu cũng gặp á z đuôi c đuôi E. chó sổ xôn sao. rồi z c G, E. s sẽ tăng cùng bkft z là còn lại thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu c em. stars tăng cùng t thêm s đọc là s mấy kia là z nha Worms. rings rings là mà uh, z à, câu c nó sẽ là s à. Rồi. rồi câu số 2 nè câu số 2 số 2 dùng câu nào? À, cái phát âm mấy em nhớ coi kỹ phiên âm của nó nha. Câu số 2. Câu số 2 câu nào đây? Cố lên mấy em ơi, mấy bạn 2K7 cố lên nào? Kim Ngân, Quỳnh Anh, Hiếu Nguyễn, Phương Thảo, Thu Cao, Phạm Nam. Vô vô vô. Câu số 2, cố lên, cố lên. Câu số 2, đúng nhất này nó sẽ là câu A nha, changes. Đó, đuôi E nè. Thì mấy S là is, changes. Mấy kia đọc là S nha. Fix, stops, picks, stops, Raise Chữ rate, chữ rate, Pinh âm nó là chữ T rate, tận cùng á, là chữ T, rate, rate. Thì khi em S vô đọc là S yes nha, Còn qua là is. Rồi câu số 3 nè, câu số 3 là phát âm theo uh, nguyên âm. Câu số 3, mấy câu này là có đồng đề minh họa nha mấy em. Rồi câu này đúng nhất nó sẽ là câu uh, B, -m. picture, picture nha picture là âm y còn mấy cái làm ai idea lifestyle kite idea lifestyle kite làm ai câu b làm y picture rồi câu số bốn nè câu số bốn là phải âm theo phụ âm em Em coi con này mình dùng con nào đây câu số bốn rồi cái này em nhớ đọc là brochure cam s xem em s mạnh à brochure cái này nè cái này nha mấy s đấy brochure, brochure, đó, brochure, rồi uh, champagne, rồi champagne, champagne, rồi machine, có cụ đề thì nó hơi khác nha. Đây là butchers butchers Nói chung là do cả một tuần qua thầy đi uh, du lịch, thầy đi xã siết nên thầy lai like ít đấy. chứ uh, hôm nay thầy về thành phố Hồ Chí Minh rồi thì thầy sẽ, uh... Ủa, nó mới chưa tên. Thầy về Phú phố Hồ Chí Minh rồi thì thầy sẽ khô máu với hai k 7 nha. Thầy bữa giờ thầy đi nghỉ dưỡng sau mấy tháng chiến với 2 k sáu rồi thì bây giờ thầy về Hồ Chí Minh lại sẽ chiến với hai k bảy hết mình. Nên là hai k bảy cố gắng nhé. Rồi là con này là câu D, butchers, umcher, mấy kia là mess nha. Brochure, Shamban, machine, à câu D. câu số 5 em, câu số 5 là về trọng âm. Câu số 5. nó là về trọng âm nè. Rồi câu này đúng nhất là câu C mấy em. Hường hờ á, hái mấy cái trọng âm á, nói chung là để làm nhanh nhất thì hường hờ mấy em học từ vựng á. Mấy em học cái phát âm luôn thì phần này mình làm, là làm nhanh nhất. Tại vì ngoài là hãy hái cũng khá nhiều. Nhưng mà hường hờ mấy em nhớ là như động từ nhớ âm hai á. Lâu lâu thì nó nhớ một. Đó còn tính từ với danh từ là hường nhớ một. Lâu lâu thì có mấy chữ nhớ âm hai. Rồi câu số 5 nè, thì lại câu C, open nhớ một. Còn lại âm hai nha. Revise, accept, deny, revise, accept, deny âm 2. Câu 1 open. Câu 6. À gọi đúng nhất nó là câu A mấy em? Select. Select nó là âm 2, còn lại là 1. Forward, follow, answer. Forward, follow, answer. Âm 1 á. Câu A là âm 2, select. Rồi tiếp nha, hai các bạn hãy hay với hai với thầy nha thấy hay hả tim á comment đáp án mấy em trời ơi năm nay hi chương trình mới mà hai k bảy phải tương tác mạnh mạnh với thầy lên nha câu số 7 rồi câu này đúng nhất nó sẽ là câu d attention mấy em nhớ là nhấn âm trước đuôi ion attention attention làm hai còn lại là một festival capital customer festival capital customer là một Câu đây là hai attention. Rồi câu số 8 luôn nha. Rồi câu này đúng nhất nó sẽ là câu B em. Contribute. Contribute. Làm 2 Câu này là 1 Integrate. Harmonize. Interview. Integrate. Harmonize. Interview. Làm 1 Câu B là âm 2 Contribute. Rồi tiếp luôn nha. Tiếp lơ Tiếp lơ Có phần đồng nghĩa. Thì hãy á, để minh họa của các bạn 2K7 không có phần này đúng không? nhưng mà trên trường thì thầy thấy mình có thể ra với lại là hãy thấy khi mà mình làm bài tập đồng nghĩa trái nghĩa như vậy nè là để bổ sung cái kiến thức cho mấy em khi mà làm đọc hiểu tại vì cái bài đọc hiểu 5 câu 7 câu á nó sẽ có những cái câu hỏi đồng nghĩa trái nghĩa bên trong nhỏ nhỏ nữa ngày nào có đề minh họa của năm nay rồi á năm của 2k7 á thì trong bài đọc hiểu nó có tầm hai câu đồng nghĩa với một câu trái nghĩa nên là mình làm cái này mình cũng học kỹ kỹ luôn nha rồi câu số 9 nè à. I was absolutely amazed when I heard he'd been promoted. Tôi hoàn toàn absolutely là hoàn toàn á. Tôi hoàn toàn amazed. Nghĩa là tôi hoàn toàn bất ngờ đúng không? Khi tôi nghe thấy là cậu ấy đã được thăng chức. Amazed, bất ngờ. Thì đồng nghĩa nó sẽ là câu A, à, surprised, đó, bất ngờ. Câu này là câu A. Câu B là chăm chú rồi. Attentive là chăm chú. Câu C là khó chịu, irritated là khó chịu. Câu D là bình yên rồi. Peaceful, bình yên Ok, tốt quá Kim Ngân, Hỷ Hiếu Nguyễn, Ngọc Ngân, Thu Cao, Quỳnh Anh Quá là chăm chỉ lên Xứng đáng có 10 người yêu Câu số 10 I apply for a job as a mechanic Tôi nộp đơn xin việc Cái vị trí là mechanic Là thợ máy anh Thợ máy ở cái garage địa phương Local garage But I was rejected Nhưng tôi bị sao đây Từ chối đó, rejected từ chối Khi nào đơn xin việc á, nhưng mà bị uh, từ chối Từ chối thì đồng nghĩa nó sẽ là câu C Refused C nha, từ chối Câu A chấp nhận à Câu B mời Cô D tán hành Rồi câu 11 nha Câu một lúc em, một những cô nào đây Câu 11 She was grateful for the support of her family Cô ấy grateful Em đoán rồi Cô ấy biết ơn đúng không? Cho sổ trợ dành cô ấy và bạn bè trong suốt thời gian khó khăn a time rồi grateful là biết ơn thì đồng nghĩa nó sẽ là câu b thankful đó thankful với grateful biết ơn câu a là không biết ơn em thankless là, là gọi là vô ơn ấy à, vô ơn vô ơn câu c là ganh tị này, jealous là ganh tị appreciable là đáng kể rồi dưới này nó giống với chữ uh, considerable á bằng significant đáng kể hoặc là lớn appreciable considerable significant câu 12 nha 12 trái nghĩa mình chọn nào đây em câu số 12 she was relieved cô ấy thì relieved mình đoán rồi. cô ấy an tâm đúng không yên tâm hoàn thành bài hí trình của cô ấy nhưng cô ấy cũng exhausted nhưng cô ấy cũng kiệt sức từ tất cả những sự cố gắng relieved kiểu như là an tâm yên tâm thì trái nghĩa lại là lo lắng nha worried lo lắng đó relieve cứ như an tâm em thì trái như lại là worried có a là vui nè pleased là vui cô b thư giả này cô d thoải mái comfortable thoải mái hay cô c rồi mười ba luôn em tiếp luôn nha cỡ lên cỡ lên là young athlete's determination cái sự quyết tâm của người vận động viên trẻ tuổi để vượt qua overcome vượt qua cái sự vượt qua những chấn thương của ấy và quay trở về cái cuộc thi đấu thì thực sự là impressive thực sự là ấn tượng truly impressive thực sự ấn tượng ấn tượng thì trái nghĩa lại là vọng mà disappointing là thất vọng còn này nó sẽ là câu d này thú vị nè câu b remarkable là đáng chú ý rồi remarkable là đáng chú ý câu c là nổi bật nha standing là nổi bật rồi câu 14 luôn nha câu 14 14 mấy em coi coi mình dùng con nào đây câu số 14 Nói chung mày hãy uh, bây giờ là giai đoạn đầu nên mình đã học từ vựng nha Tại vì uh, uh, mấy em cứ ráng làm từ vựng nhiều nhiều vô thì mình mới làm bài đọc tốt được nên cứ ráng học nha rồi uh, Charlie Hedges won a full scholarship rồi mấy em nhớ dành được bổng mình dùng cụm winner scholarship nha là dành được học bổng á như là hãy hãy nha sẽ khoa mới từ vận kho sách cũ hiện 2K7 á Sách mới á. nó khó hơn sách của mấy bạn 2K6, 2K5 Đó, anh là ráng học shelly vừa mới giành được học bổng toàn phần Full scholarship là học bổng toàn phần nha Đây là học bổng toàn phần với em shelly vừa mới giành được học bổng toàn phần Cho một trong những ngôi trường đại học danh tiếng nhất One of the most prestigious universities Một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới She must be on cloud nine now cô ấy phải chắc chắn rất là từ từ nha dành được học bổng thì phải vui đúng không vui oh yeah yeah đó, vui on cloud này vui vui <laughs> trái ngược lại đây là buồn buồn thì con này là câu d nha desperately sad buồn một cách tuyệt vọng luôn á đã sad buồn buồn một cách tuyệt vọng con này là cô d câu a là cực kỳ uh, hoảng sợ extremely nervous cực kỳ hoảng sợ cô B là cực kỳ vui à delighted là kể như là very happy luôn rất là vui obviously là rõ ràng à. cực kỳ vui cô c optimistic lạc quan nè à. đây là cực kỳ lạc quan incredibly optimistic cực kỳ lạc quan rồi câu 15 luôn nha câu 15 luôn em có lên cỡ lan ngọc phúc ơi hoàng duy hai mười lăm leo và team đang nói về thức ăn leo nói gì i think tôi nghĩ là Nói đúng để nói là the quickest way cách nhanh nhất tới trái tim của một người đàn ông hả là qua bảo tử của cậu ấy có nghĩa là đồ ăn quan trọng em ý đang nói là đồ ăn thì nó quan trọng rồi chim nói gì sometimes thỉnh thoảng thì một người đàn ông là quan tâm nhiều hơn về cảm xúc của cậu ấy thay vì ăn à leo nói là thức ăn thì rất quan trọng để đến được cảm xúc của người đàn ông Tim lại nói là đàn ông lại quan tâm nhiều hơn về cảm xúc thì việc ăn kiểu như là Tim đang phản đối kiến con Leo không em? Tim đang phản đối nha Đây đó là đồ ăn thì rất quan trọng Để đến, đến để đây Tim Tại là đàn ông quan tâm cảm xúc nhiều hơn Hãy coi đúng nhất nó sẽ là câu B Hãy từ chối nha I refuse, to believe that Tôi từ chối tin vào đó Câu B Câu C tôi hoàn toàn đồng ý bạn rồi Câu D tôi đoán là bạn đúng Rồi câu 16 luôn nha câu số 16 Mr. Collins Ông Collins đang nói về việc xem cái menu See the menu at a restaurant Nhìn menu ở cửa hàng Mr. Collins nói gì? we see the menu please? Chúng tôi có thể xem menu được không làm ơn? Chúng tôi có thể xem menu được không hả? Rồi ở đây là bộ bàn đáp lại sao? Rồi, như đưa nè Here you are, sir Của ông đây Đó. Here you are, sir Câu A Uh, tôi sẽ là bộ bàn tôi sẽ là người phục vụ của ông có sợ đó bây giờ rồi cô thì giảm giá hai phần trăm em you get, a two discount à, giảm giá hai phần trăm 17 lúc nha mười bảy sao Peter đang nói về extreme sports thể thao uh, cực đoan extreme sports thể thao uh, cực đoan Rồi sao đó gì people should be encouraged mọi người nên được khuyến khích tham gia vào những môn thao nguy hiểm rồi Peter nói gì từ từ nha, từ từ nha. Cái cụm này em dịch cho hay nè. Oh my god. Em viên đây đi. Be prone to something là kiểu như là dễ bị tổn thương Nhớ nha, dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương. Be prone to something. Rồi, term đó là mọi người nên tham gia hay nguy hiểm. Peter lại nói là họ dễ bị tổn thương với những chứng thương nhỏ và nghiêm trọng. Nghĩa là bidder đang phản đối với kêu term không? Bidder phản đối Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu B I completely disagree with you Tôi hoàn toàn phản đối bạn Đó I completely disagree with you Tôi hoàn toàn phản đối bạn Câu A chắc chắn rồi Câu D là tôi không phải đồng ý bạn hơn Ai câu này nó sẽ là câu B Rồi tiếp luôn nha Câu 18 luôn à Sự lỗi sai 18 Yesterday morning là sáng qua hả Có khứ đơn không em quá dễ luôn ha get got got Hai à, con này nó sẽ là câu, à, got. câu a got con a sáng qua tôi mắc kẹt ở trong cái traffic jam traffic jam là ủng tắc giao thông á trong một tiếng trên đường tới làm việc Hai con này nó sẽ là câu a à. rồi câu 19 luôn nha câu số 19 luôn câu 19 dùng câu nào đây mọi người ơi câu số 19 câu 19 Ôi phát hiện nhiều bạn đang xem livestream không hả Tim? Buồn quá, chắc không like đâu. hai k 7 à, không à, không bày tỏ sự trân trọng với thầy á. À. Buồn. À có 19. Doing physical exercise helps teenagers. Rồi right, teenagers là số nhiều. Nhân từ số nhiều thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu sai Dùng chữ đen nha. Câu này kiểu như là sai về phép quy chiếu á. Đằng trước nó là số nhiều nè đằng sau nó là số nhiều luôn Đè Là <laughs> Thôi mà <laughs> Tập thể dục thể chất Giúp thanh thiếu niên Cải thiện sức khỏe và cuộc sống cộng đồng của họ Đây con này là C C, C, -C nha tìm mãn liệt đâu hả em ơi à này sẽ về tư vấn Cái này thì uh, mấy em nhớ cặp từ này nè Forgettable Forgettable là Có thể quên được Còn chữ forgetful đó Forgetful là đáng trí nha Forgetful Giỏi <laughs> 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 à, đúng rồi, không tìm giỏi á đây là câu D Đó, nhớ nha, dùng forgetful nha Forgetful là đáng trí Còn forgettable là có thể quên được ở à đây mình dùng chữ forget Chữ này nó giống với chữ absent my đẹp lắm em. Absent uh, minded my trí. Đó nhớ nha. Forget full forgettable. Cái này là câu D. Rồi à, dịch nè. Emotional problems. Nhờ vấn đề cảm xúc. Như là stress. Uh, anxiety. Nỗi sợ hãi. Hay là bệnh trầm cảm. Depression. Bệnh uh, trầm cảm. Có thể là làm dục người đáng trí hơn. Thì mấy a person more forgetful. Đó làm cho mọi người đạn trí hơn Cô đề Rồi 21 luôn nha 21 luôn à Cỡ lên cỡ lên Chai vô chai vô 21 The doctor carefully Bác sĩ cẩn thận Rồi đúng nhất ở đây mình dùng cho examine mấy em Kiểm tra nha Kể như là xem xét á Kiểm tra Examine Xem xét là kiểm tra Là bác sĩ cẩn thận Kiểm tra bệnh nhân Để determine để xác định cái nguyên nhân căn bệnh của họ. Đó, examine dạ, này là xem xét hay là kiểm tra. Câu B là khám phá rồi. Này đi. Để... Khám này khám phá hả? Này phát hiện, này tìm thấy rồi. Ủa, bao hả, Quá khứ. À quá khứ là file là à tìm thấy đúng rồi. Rồi 22 nha, 22. 22 là cái gì đây? Sao gì? Ai comment tiếng Trung Quốc đây? Rồi, Chen worked hard on her presentation to rồi mấy em nhớ mình dùng cái con này về từ loại nha. To verb á, là chỉ mục đích. Em nhớ nha. Để chỉ mục đích á là mình dùng dùng uh, to verb. Ta nhớ à. Chỉ mục đích là mình sẽ dùng to verb. Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu B, à, câu C. Chỉ mục đích là câu này là câu C nha. Câu C. Jane worked hard on her presentation. Jen làm việc chăm chỉ cho bài trình của cô ấy để gắn từ với sếp and secure the motion và có được secure là đạt được hay là có được đạt được cái sự ăn chức mà cô ấy đã nhắm đến là cô C rồi có 23 idiom em nhớ là mấy cái idiom này hãy có để trên cái bảng từ vựng đó nha nhờ mấy bạn học mấy bạn học sách giáo khoa Island Smart Word nhớ học kỹ idiom cho thầy nha trong trường là học mấy cái này á Thầy là hay lọc từ vựng trong sách giáo khoa cho em á thì ở trên bảng từ vựng ở trên thầy có để nha các em có gì coi kỹ đây câu này nó sẽ là câu c đó, beyond my wildest dreams có mơ cũng không nghĩ đến hả? beyond uh, beyond my wildest dreams Cái như có mơ cũng không nghĩ đến Cái như nó rất là impossible câu c Quay, my wildest dreams là the athletes comeback victory cái chiến thắng uh, comeback comeback như quay trở lại chiến thắng uh, cái chiến thắng ngược dòng mà. Chiến thắng ngược dòng của vận động viên là một cái inspiration là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người nó là có mơ cũng không dám nghĩ đến có mơ cũng uh, không dám nghĩ đến cô c rồi 24 nè rồi em nhớ hay một cụm đó là dozens of something là rất nhiều nha. Dozens of something là rất nhiều. Dozens of something. Câu này là câu A. À, the scientists received dozens of emails. Nhà khoa học nhận được rất nhiều emails từ đồng nghiệp from college từ đồng nghiệp chúc mừng cậu ấy về cái discovery về cái khám phá rất là đột phá em Rào breaking là đột phá nha Rào breaking là đột phá Đây, Câu này nó sẽ là câu A Rồi 25 luôn nha Mấy em nhớ hãy cầm đó là Location này. Raw inspiration from somebody something Là lấy cảm hứng từ Lấy cảm hứng từ ai đó hay từ cái gì Nhớ nha Raw inspiration from something Lấy cảm hứng từ cái gì Đây, Câu này nó sẽ là câu C Mình dịch nè The writer Nhà văn lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của cô ấy khi mà viết lên cụ thể của cô ấy, gọi là cô C. C nha. À quên nói với mấy bạn 2K7 mấy em nhớ là thầy có một cái group, ở à, đây là thầy thầy để nói cái group uh, free nha. Cái group uh, free ở đây á thì uh, hiện tại là cái cái group này là các em có thể đăng câu hỏi. Đây là group miễn phí nha, group miễn phí. Thì mấy bạn 2K7, 2K8, 2K9 các em có thể uh, đăng câu hỏi vào đây. Thì thầy sẽ cho mấy anh chị trợ giảng uh, rep đáp án cho mấy em. Đó. cho dù mấy em, mấy bạn hai k bảy nhớ nha Hỏi bài đọc được luôn nha Một ngày thì uh, thầy sẽ cho mấy anh chị trợ giảng giải đáp uh, tầm uh, 3-4 câu Đó, như bạn này nè Bạn này hai 2K6 Nhưng ta là rep dài hoàn lòn về cho mấy em luôn Nên là mấy bạn hai k bảy có thể uh, vô uh, cái group free này hỏi bài Thì mấy anh chị sẽ uh, giải đáp mắt cho mấy em Để group free nha Hỏi uh, bài đọc dạng mới cũng được luôn Đó, nói chung thầy nói để mấy bạn... Uh, biết mà có gì vô đây uh, hỏi bài nha ok như là thầy cũng share tài liệu trong đó đó nên là có thể vô đó hỏi bài thoải máy đi không sao nói chung là thầy hỗ trợ hai cái bảy nhiều lắm mấy anh chị trợ giảng cũng thế ok tiếp nha câu 26 nè 26 nói chung là mấy em đọc comment uh, và đáp mắt của mấy anh chị trợ giảng là mấy em biết được là tâm huyết của mấy bạn rất là nhiều thầy cũng nói với mấy chị đơn giản là phải trả lời học sinh nhiệt tình thân thiện nhất có thể <laughs> ok rồi internal là tính từ tính từ thì cộng với danh từ nha câu này là câu b investigation câu này là câu b nha investigation Đó, tính từ đi với danh từ câu này là câu b the company is launching an internal investigation công ty gì đang launching launch đang khởi xướng một cái cuộc điều tra nội bộ em internal investigation cuộc điều tra nội bộ về những cái allegations allegations là những cái um, cáo buộc em cái cáo buộc á những cáo buộc về hành vi sai trái misconduct hành vi sai trái đó. allegations of misconduct cáo buộc hành vi sai trái cô b câu a là điều tra rồi investigate nè cô c tính tự cô d chỉ người investigator người điều tra rồi 27 luôn nha Tiếp luôn nào 27 The concert promoter released the Cái người uh, Chủ trì buổi hòa nhạc Công bố cái gì mấy em Rồi mấy em nhớ mình dùng chữ Itinerary nha Cái này dịch là cái uh, Lịch trình đó. Lịch trình hay là lộ trình Itinerary Lịch trình à, Như bạn Phương Hảo trong group này nè Phương Hảo được cứ hỏi bài mấy anh chị nha chung là mấy anh chị sẽ hỗ trợ mấy bạn hai các bạn mình dù đó là rút miễn phí hai các bạn cứ cố gắng học thầy và các anh chị đơn giản sẽ hỗ trợ mấy hết mình rồi uh, người chủ trì hòa nhạc công bố cái lộ trình cho cái chuyến đi của ban nhạc cái bao gồm những điểm dừng ở 20 thành phố UD. rồi 28 luôn nha 28 đi dùng idiom là bent out shape là tức giận nhé mấy em bent out shape là tức giận thì coi cái này idiom nha đây là câu a pain out shape nó là tức giận ấy. tức giận là giáo viên tức giận khi mà học sinh không chú ý trong lớp Pay attention là chú ý cái câu này đúng nhất nó sẽ là câu a rồi 29 lúc nha 29 cái này em nhớ là chú ý nha pay attention to somebody something là chú ý pay attention to rồi câu 29 à, 29. Ở đây uh, vấn đề issue là vấn đề. Rồi mấy em nhớ là giải quyết vấn đề dùng cụm address an issue. Đó, là giải quyết vấn đề address an issue. Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu C. Address an issue. Address, em em nhớ là address danh từ là địa chỉ, còn động từ là giải quyết nha. Đó, address an issue. Giải quyết vấn đề The community is working together. Cộng đồng đang làm việc cùng nhau để giải quyết những cái vấn đề xã hội và vấn đề. Cô C. Mấy cái danh từ này ngôi nhà của B là cái hướng đi mấy em. D là địa điểm mà. Location là địa điểm. Còn này cô C. Rồi có 30 luôn nha. 30 luôn nè. 30 luôn. Uh, the man was acting strangely. Người đàn ông đang uh diễn xuất rất là kỳ lạ và đưa ra những cái lời phát biểu incoherent đưa ra những lời phát biểu uh, không mạch lạc mấy em incoherent không mạch lạc người đàn ông này hành động rất là lạ mà đưa ra những lời phát biểu không mạch lạc ông ấy rõ ràng là clear, clear rõ ràng á rồi đúng nhất mình dùng câu b nha mentally unwell không khỏe về mặt tinh thần đó nhớ nha mentally unwell không khỏe về mặt tinh thần cái này đúng nhất nó sẽ là câu B Mentally well Câu A là về mặt hệ chất rồi Physically nè Về chất Câu C là về cảm xúc rồi Emotionally Về cảm xúc Cái này là về trí tuệ nha Intellectually Về mặt trí tuệ Câu này là câu D Rất là tiếp nha mấy em Câu 31 31 dùng câu nào đây Câu số 31 rồi đúng nhất con này mình dùng uh, cái gì? Cái gì mà chiến đấu mà dũng cảm bravely. Cho nó dũng cảm để defend để bảo vệ quốc gia của họ. Rồi, đúng nhất mình dùng chữ soldiers nha, binh lính. Đó câu này là câu D, binh lính. Binh lính chiến đấu dũng cảm. Cái này kẻ thù à, enemies. Cô B là opponent là đối thủ của em, opponent đối thủ nha. Cô C là kỹ sư, engineers là kỹ sư. là 32. 72 day progress thì mình nhớ hay một cụm đó là make progress in something hoặc là in doing something á là tiến bộ nha là tiến triển tiến bộ hoặc là tiến triển á nhớ cụm này make progress in something hoặc là in doing something đây là câu C C nha the researchers những nhà nghiên cứu thì đang có cái bước tiến đang có bước tiến uh, quan trọng Significant quan trọng, thì uh, tiến triển rất là nhiều trong việc phát triển một cái vaccine mới cho căn bệnh. Các bạn xem, là 33 luôn nha, và 33 luôn. Có lên Quỳnh Anh, có lên Hiếu Nguyễn, Phương Thảo, Kim Ngân. Rồi đêm này là be a blessing in disguise nha, cái này mình dịch là trong cái rủi có cái mây trong cái rủi có cái mây trong cái rủi có cái mây nha bây giờ blessing in disguise thì coi đúng nhất nó sẽ là câu a yeah. not getting into my dream college was a blessing in disguise không vào được trường đại học trong mơ của tôi là cái gì gọi là cái à là trong cái rủi có cái mây bởi vì nó dẫn tôi đến a different school một ngôi trường khác nên mà tôi gặp như ở bản thân của tôi và tìm thấy đam mê thực sự và my true passion. Câu này câu A. Rồi 34 luôn nha. 34 thì đúng nhất mình dùng cụm đó là a piece of cake. Mình gọi là gì em? Dễ như ăn bánh. Đây dễ như ăn bánh A piece of cake, dễ như ăn bánh. Thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu C. The test cái bài kiểm tra môn toán á, A piece of cake thì Rất là dễ dàng Dễ như bánh nè, à. quay địa điểm A+, mà không, không phải học à, Con này là của C. C C nha Rồi 35 luôn nha, 35 luôn nè 35 Ở đây mấy em nhớ nè, chữ feel á. Chữ feel thì nó sẽ cộng với Tính từ nha Một số động từ như feel, seem uh, Become nó sẽ cộng tính từ Thì tính từ ở đây đúng nhất mình dùng từ nào Rồi các ph em phân biệt tính từ in với tính từ đuôi đi nha em nhớ tính từ đuôi in là chỉ là tính chất của người hàng vật ví dụ như là this book is interesting cuốn sách này rất là hay hay là she is an interesting girl cô ấy là cô gái thú vị còn tính từ đuôi đi là chỉ trạng thái người thường thường là mình cảm thấy như thế nào á ví dụ như i am tired tôi mệt hay là i am uh, excited đó thì câu này đúng nhất là mình dùng câu d nha chỉ trạng thái em là cô ấy cảm thấy rất là buồn, á. À, sau khi bạn trai cô ấy broke up with, sau khi bạn trai cô ấy chia tay cô ấy, nếu mà cô ấy không thể thậm chí ra khỏi giường, có term even get out of bed, ok? bị suy, bị yêu 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 sâu đậm quá chia tay cái suy. Một người từng thương nhiều thế, rồi lại hóa người dưng. Rồi idiom nào đây, mấy em? Idiom là like a fish. Out of water nha, mình dịch là như cá ra khỏi nước, cái này idiom cái gì đây, like a fish out of water, Để em nhớ nè à, dịch lại, như cá mắc cạn, thoải mái, à, như cá mắc cạn, như cá mắc cạn đi, như cá mắc cạn, bơ vơ xa lạ, à, cậu bé ở vùng nông thôn cảm thấy như cá mắc cạn khi cô ấy lần đầu chuyển tới thành phố lớn cái câu này đúng nhất nó sẽ là câu uh, Like a fish of water đó như cá mắt cạn cái này là câu c à, coi bảy luôn nha bảy luôn em rồi à, em nhớ nè lập kỷ lục mình dùng cầm đó là set a record là lập kỷ lục oh my god rồi lập kỷ lục là set a record còn nếu mà phá kỷ lục là record record nhớ nha set a record với record record một cái lập kỷ lục một cái sẽ là phá kỷ lục à sẽ đâu sẽ không sẽ không <laughs> à cái này là câu a The book set a record cuốn sách lập kỷ lục là số lượng bản sao được bán trong tuần đầu tiên xuất bản in its first week of publication publication là cái việc xuất bản á câu này là câu a. Rồi 38 nè, 38 dùng cầm vào đây. À, mấy bạn 26 nhắc nhớ chữ này mấy em. Cái này trong đề uh, cái chữ này trong đề chính thức của mấy anh chị uh, 2K6 ấy. Cái con này có ôm trúng tủ cho mấy bạn 2K6 này. 38 The Forbidden City. Siêu xịn. Nói chung nếu mà bạn nào trong group kính của thầy á là sẽ có cái bài chi tiết như vậy nè, nó cũng sẽ lắm. Đó, record nè. Các em nhớ nè, như này. Như là Sightseer là khách tham quan nè. khách tham quan. Rồi là tourist là du khách. Audience là khán giả. Viewer người xem. À, cái này hình này tính ra phải ghi rõ hơn à. Audience các em nhớ là khán giả, như là khán giả xem kịch hay là hòa nhạc nha. Khi giả xem kịch hay là hòa nhạc. Còn người xem này sẽ là xem qua TV hoặc là internet. Đã xem qua TV hay internet nha. Đó, em nhớ nè. Thì con này đúng nhất mình dùng cái cụm là tourist spot Tourist spot là điểm du lịch nhé. Đó, đó tourist spot là điểm du lịch. Thì ở đây mình dịch là The Forbidden City tự cấm hành đã từng là nơi của Chinese emperors em rồi là hoàng đế hoàng đế trung quốc và bây giờ nó là một cái điểm du lịch rất phổ biến ở bắc kinh in beijing câu này nó sẽ lại của b nha to resort à, hay là hay hay là dùng cái này hay like luôn nhờ thôi để lên trên đây cho nó vui uhm, tới đầu rồi nè con này của b nha tourist điểm thu hút khách du lịch đó tourist sport điểm thu hút khách du lịch. Rồi câu 39 nè, à. 39 mình dùng con nào đây? 39. The beloved actress. Cái nữ diễn viên uh, yêu quý á, beloved actress, vì yêu quý, quý mến. Rồi sau after long battle, sau cuộc chiến lâu dài với ung thư. Đúng nhất con này mình dùng câu đây nha, pass away em? Qua đời, pass away. Hai cái học được không ạ? À? Được luôn. <laughs> câu D. Nữ nhân viên được quý mến đã qua đời sau cuộc chiến lâu dài với ung thư Câu A Passover là làm ngơ mấy em Passover là chữ này nó giống với chữ uh, Overlook á Làm ngơ Làm thinh Bị caress làm ngơ Passover là bất tỉnh à sao là bất tỉnh à là truyền lại à. Pass đào truyền lại Là 40 nè 40 dùng con nào 40 Rồi có chiến đi đâu mấy em nhớ mình dùng cẩm cái cái trip có chuyến đi đâu ấy yeah, take a trip thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu a yeah, take a trip she is planning to take a trip to Europe cô ấy đang lên kế hoạch chuyến đi tới châu Âu và năm kế để học về những nền văn hóa khác nhau to learn about different cultures câu a à. rồi câu 41 nè 41 đây mình dùng idiom là wrap your head around oh, around something Wrap your head around something Mình dịch là uhm, Hiểu được Có thể Hiểu được nha Wrap your head around something Là có hiểu được Đây, Câu này đúng nhất sẽ là câu ha. Wrap your head around something Mình dịch nè The financial analyst Analyst là nhà phân tích đó. Nhà phân tích tài chính Là gặp khó khăn trong việc hiểu được Cái dữ liệu phức tạp Complex data đây là dữ liệu, mà. dữ liệu phức tạp. Em nhớ cầm uh, have trouble doing something nha. Have trouble doing something là gặp khó khăn làm gì. Nhớ, yeah, have trouble doing something là khó khăn làm gì. Đây con này nó là câu A. Rồi, tiếp nha, câu 42 luôn nè. 42 dùm câu nào. Yeah. <laughs> Chào như ngào. The fashion là fashion gì đây fashion gì mấy em à, fashion này mấy em nhớ mình dùng fashion journalist nha nhà báo thời trang đó à, fashion journalist nhà báo à, thời trang đó à, thì câu này đúng nhất nó sẽ là câu b fashion journalist nha nhà báo thời trang The fashion journalist những nhà báo thời trang đã tham gia cái là runway shows cái này mình dịch nè à? runway show là sàn diễn ờ à, thời trang runway shows sàn diễn thời trang sàn diễn thời trang mới nhất để báo cáo về những cái xu hướng mới nóng nhất Or the hottest new trends những xu hướng mới nóng nhất còn này của b có ai là giám khảo rồi cô b là thẩm phán Jerry thẩm phán à đề diễn viên rồi tiếp nha câu 43 con này về từ loại này rồi mấy nhớ message là danh từ trước danh từ mình dùng tính từ nha Chú danh tiếng từ dùng tính từ Tính từ này đúng nhất nó sẽ là Câu xe, hidden, message là Hidden message Hidden ở đây là kiểu như ẩn dấu em Mình gọi là gì ta? Tìm ẩn á Tìm ẩn, ẩn dấu Mình dịch ta? Thông điệp Tìm ẩn của người nghệ sĩ Thì chỉ được tiết lộ Review tiết lộ á Chỉ được tiết lộ khi bức tranh được nhìn dưới ánh sáng đen Under a black light à, Câu này là câu C thông điệp tìm ẩn chỉ tiết lộ khi bức tranh được xem dưới ánh sáng đen con này nó đúng nhất là câu xe rồi 44 luôn nha mấy em nhớ hidden định đây là tìm ẩn nha ẩn dấu á còn uh, chữ hit là cục hai chữ hai thôi như ba cột của nó nè hai hit hết định ngoài ra thì hết định nó còn là tính tự đúng mấy em đây ba cột của chữ hai nha rồi, 44. 44, mấy nhớ một cỡ đó là bốn mươi bốn bốn mươi bốn mấy em nhóm cho hiệu cờ đó là Raw an inference Oh no Draw inference Mình dịch là Đưa ra suy luận ấy. Đưa ra suy luận nha Raw an inference about something Là đưa ra suy luận Wow Amazing Based on the clothes left at a crime scene A crime scene là hiện trường vụ án nha Crime scene hiện trường vụ án hoặc crime scene hiện trường vụ án dựa trên những cái manh mối sót lại ở hiện trường vụ án thì sao the detectives những người uh, thám tử có thể đưa suy luận về động cơ của người kẻ tình nghi about the suspects motive về cái động cơ motive động cơ của kẻ tình nghi Đây là câu b câu a là sự tranh chấp và sự tranh cãi dispute sự tranh cãi câu c cái đề xuất Bên đây thỏa thuận nha Agreement là thỏa thuận Đây là của B là em 45 nè 45 impact thì mấy em nhớ mình cài một cụm nè A vẫn Impact Influence Effect On Somebody something nha Mình dịch là Có ảnh hưởng lên đó Ai à, nhớ nha Having Impact have an influence or effect on somebody something. Thì coi đúng nhất nó sẽ là câu D. câu D nha. Câu D. The increase in the number of young people cái uh, sự gia tăng về số lượng người trẻ rời khỏi làm việc ở thành phố lớn. Ờ khoan khoan khoan. Tớ giờ lại à. Sự gia tăng về số lượng người trẻ người mà rời khỏi để làm việc ở thành phố lớn. Đã có ảnh hưởng rất là lớn Dramatic nghĩa rất là lớn Có ảnh hưởng rất là lớn Lên cái Demography Demography là cái Nhân khẩu học Nhân khẩu học của những người dân làng Demography of the Villages Nhân khẩu học của những Nhân của những cái ngôi làng Ngôi làng, cô là tiếng nha, 46 luôn, 46 2k6 học được hết nha, k 6 vô Sympathizer của 2k7 46 rồi mấy em nhớ là to be đi với tính từ hoặc là to be nó cộng với Ba đi nha. Nếu mà cộng với Ba đi á là dạng bị động. Nhớ nha. To be cộng với by đi, dạng bị động. Thì coi đúng nhất là có xa interrupted. Mình dịch là the singer, người ca sĩ thì sao đây? Người ca sĩ bị uh, Nhấn gián đoạn ở giữa bài hát của ấy bởi một người fan người mà rush on to Bryson trừ kia như là chạy vội lên đó. Chạy rất là vội vã Lên cái sân khấu rest or interested Và đúng nhất đó là câu C Be interrupted Rồi tiếp nha Câu 47 luôn em 47 à. Interrupt kiểu như làm gián đoạn á Interrupt làm gián đoạn 47 à Despite facing numerous obstacles Mặc cho cái việc đó mặt nhiều trở ngại, obstacle trở ngại. Mặc dù là đối mặt nhiều, numerous nhiều. Cái này giống với mini mấy em. Mặc cho việc đối mặt nhiều trở ngại. Cô ấy sao? Mà đúng nhất cái này mình dùng cho overcome nha. Overcome á. Come, kim, come, come. Overcome. Cô ấy đối mặt cái nỗi sợ nói chuyện trước công chúng á. Public speaking nói chuyện trước công chúng. Và đưa ra một cái bài thuyết trình rất là mãnh liệt. A powerful presentation và trình rất là mãnh liệt rất là dữ dội luôn câu a overcome vượt qua overcome cứ như là mấy em nhớ cái chữ này là vượt qua mấy cái như là cú sốc hay là căn bệnh nha nó vượt qua mấy cú sốc hay là căn bệnh đó overcome cô b overthink là suy nghĩ quá nhiều à overthinking đó. chỉ một câu nói của Chris thôi là mình overthinking quá nhiều Cô sẽ so, oversleep là ngủ quá nhiều Oversleep ngủ quá nhiều Overuse là sử dụng quá nhiều Câu này là câu A 48, to be đi với tính tự Rồi đúng nhất là tính từ đuôi đi nha Chỉ trạng hai người Người giáo viên thì cảm thấy xấu hổ Embarrassed Cảm thấy xấu hổ là phạm sai lầm Make a mistake Phạm sai lầm trước mặt học sinh của cô ấy Câu này là câu B Rồi 49 nha 49 Mũi Đây mấy câu idiom như vậy mới sẽ nào Coi nha. Đối với chọn nào? 49. Đây. Rồi hãy đọc luôn nha. Này thì bật lên mấy chi tiết gì vậy coi nha. Coi nha. Rồi em coi. Câu, thật ra bốn cái này đều là idiom hết mấy em. Bốn cái này đều là idiom hết nha. Thì mấy em nhớ là câu A nè. Idiom uh, the end of the world mình dịch là điều vô cùng tồi tệ be of the world điều vô cùng tồi tệ cô b uh, have uh, butterflies in one stomach hồi hộp hay là lo lắng cô c feel like a million bucks là điều đáng giá nha tuyệt vời <laughs> chạy trên mặt đất một vòng tròn còn <laughs> go right in circles circle là vòng tròn á chạy quanh vòng tròn À, thay vì đi vào vấn đề luôn đi vào trọng tâm vấn đề nhưng mà chạy vòng tròn là cái như đi vòng vo vò, phí thời gian nha đó đi vòng vo vò, phí thời gian thì coi đúng nhất nó sẽ là câu d go around circles đi vòng vo vò, phí thời gian á này của d the company's new project dạng mới công ty đã diễn ra rất là phí thời gian trong nhiều tháng with no progress không có sự tiến bộ nào Để thực hiện nó coi là câu d go in circles đây nó sẽ là cầu uh, D nha. Nó có các em, go right circles, đi vòng for, tốn thời gian. Ở à, 50, 50 idiom này đúng nhất nó sẽ là put on an act là giả vờ. Giả vờ. Put on an act là giả vờ nha. Thì đúng nhất nó sẽ là cầu uh, cầu đẹp em. À, activity action không dùng được nhé Câu này là câu D She pretended to be interested in his stories Cô ấy giả vờ là thích thú trong những câu chuyện của cậu ấy But everyone knew Nhưng mọi người biết là cô ấy chỉ đang giả vờ Thế nhỉ thôi Giả vờ lịch sử thôi giả vờ yêu hả? Hiểu như uh, uh, kể chuyện với Carus nghe Carus giả bộ cười thôi chứ cười rất không mắc cười đâu mà kiểu thế đừng từng bỡ đây cô đề giả vờ nha quá là nát giả vờ rồi xong rồi nha mấy em xong rồi đúng không ta rồi xong rồi nha cái gì đáp bán chi tiết rồi đã bán chi tiết là thầy chỉ gửi mấy bạn trong rút kính đó nha bạn học trong khóa S Master cái khóa này nè S Master S Master Pro rồi mấy bạn hay các bạn thấy hay thì nhớ hai tim thầy nha thế hai nhớ tim thầy còn bạn nào muốn uh, tư vấn thêm khóa học á thì hãy nhắn tin fanpage này nha hiện hay có khóa học này nè đó bạn nào mà muốn biết thêm khóa học thì hãy coi fanpage nhắn tin bài thầy nói chung là một nếu mà bạn nào học khóa S master pro là một tuần sẽ học ba buổi á uh, tư vấn ngữ pháp luyện đọc luyện đọc là mấy cái uh, bài đọc trong đề minh họa thì bữa nào hay like bài đọc đó cho mấy em thấy nha coi tài liệu diễn cái nào tại vì điểm minh họa của em cũng nhiều bài đọc á nên là ráng ráng học và uh, bài đọc dị dự nhiều, nhiều uh, đâu bữa kế với thầy lai có thầy lai bài đọc hoặc là hình ngữ pháp nha còn buổi kế nữa thầy sẽ like từ vựng chấm em bữa kế okay, lại từ vựng chấm em nha hài lai like cái uh, những hai của sách global success nè global success thì uh, hình như là buổi kế lại sẽ like thêm cái uh, cái dạng bài đọc uh... Ê, bài đọc vấn đề, à. bài đọc này à, hơi bị xịn luôn à đọc mệnh đề nhé còn bữa sau thì chắc hãy lại like pháp hoặc là bà, bà đọc nữa rồi ok anh nghĩ nha tạm biệt mấy em nha làm việc nha hai k cả... mấy tầng hai bảy các bạn đang học nhé Cổ lên nha các em bye 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 bữa nay like bà đọc nha nhớ hay nha ơi à, hay hay nha tim nha hay hay nhớ, nha tim nha việc nha tạm biệt tạm biệt